Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn lại cho các anh chị và các bạn về remarketing trên Facebook. Đấy, thì trước hết thì chúng ta cần phải hiểu remarketing là gì. Đấy, thì như anh Hướng đang nói là đấy là quảng cáo lại cho những khách hàng đã tương tác. Vâng, cũng khá là chính xác. Đó, và có chị thì nói rằng là như vậy là quảng cáo tới những cái nhóm khách hàng mà mình đã từng được biết cũng là một cái quan điểm đúng. Thế thì ở đây ấy, trước hết là mình cần phải hiểu remarketing là gì. Là remarketing là tiếp thị lại, quảng cáo lại. Mà đã là lại thì trước đó là mình đã phải làm việc với khách hàng này rồi, mình đã phải gặp khách hàng này rồi, mình đã phải từng có cái thông tin về khách hàng này rồi. Đấy. Thì bằng cách nào để mình biết được cái việc đấy? Thì Facebook nó cung cấp cho ta một cái công cụ, đó là tạo ra đối tượng. Tạo ra đối tượng. Thì trong trình quản lý quảng cáo, vâng, trong trình quản lý quảng cáo, đợi một chút để tôi share màn hình. Trong cái trình quản lý quảng cáo của chúng ta thì chúng ta sẽ vào phần đối tượng. Đó. Và trong phần đối tượng thì chúng ta có 3 cái đối tượng, là đối tượng tùy chỉnh, đối tượng tương tự và đối tượng đã lưu. Nhưng hầu như chúng ta không quan tâm đến đối tượng đã lưu, mà chúng ta chỉ quan tâm đến đối tượng tùy chỉnh và đối tượng tương tự. Nó liên quan đến remarketing, tiếp thị lại nha. Thì nói về remarketing thì phải nói về đối tượng tùy chỉnh, sau đó thì mới nói đến đối tượng tương tự. Thế tại sao không quan tâm đến đối tượng đã lưu? Bởi vì đối tượng đã lưu là đối tượng mà mình tạo ra từ đối tượng mới, mình đặt tên và sau mình gọi lại thôi. Nó không phải là đối tượng tùy chỉnh mà mình tạo ra được remarketing. Thế thì remarketing ở đây chúng ta phải hiểu là nó đã có một cái căn cứ, một cái cơ sở nào đó để cho chúng ta là tiếp cận hoặc là tương tác hoặc là có dữ liệu của khách hàng. Thì hiện nay Facebook 2023 mới nhất các anh chị đang được học, tôi đang dạy cho các anh chị ở đây, thì là đang có tất cả những nguồn đối tượng như sau. Đầu tiên là nguồn của bạn, là có 5 cái nguồn: trang web, ứng dụng, danh mục, danh sách khách hàng và hoạt động offline. Nguồn Meta. Meta là công ty mẹ của Facebook. Chúng ta nghe nó hơi lạ lạ, nhưng Meta là công ty mẹ của Facebook. Ok. Thì nguồn Meta nó có: một là video, hai là mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng, 3 là trải nghiệm tức thì, 4 là mua sắm, 5 là trải nghiệm AR, tức là tăng cường thực tế ảo đấy, 6 là Instagram, 7 là sự kiện, Facebook event, sự kiện của Facebook, 8 là trang Facebook, fanpage đấy, và 9 là bài niêm yết, tức là bài đăng ở trên marketplace. Thế thì tôi sẽ từ từ giải thích cho các anh chị và các bạn hiểu là các nguồn này có nghĩa là như thế nào và cách sử dụng, cách ứng dụng các nguồn này ra làm sao trong remarketing. Đầu tiên là mình sẽ chọn phần nguồn của bạn. Đây là phần trang web đầu tiên. Thì cái này nếu muốn chạy remarketing từ nguồn trang web nhé, nhắc lại này, nếu muốn chạy quảng cáo remarketing từ nguồn trang web thì bắt buộc bước 1 là mình phải có website. Bước 2 là mình phải gắn mã theo dõi pixel vào website. Tại sao phải gắn mã theo dõi? Bởi vì không gắn được mã theo dõi thì Facebook nó không lấy được dữ liệu, và không lấy được dữ liệu thì sẽ không tạo được ra tệp tin, tệp đối tượng khách hàng đã truy cập vào trang web của bạn. Tức là họ đã vào trang web của bạn, họ bị lưu thông tin, và bây giờ bạn chạy quảng cáo tới họ. Thì cái cách như vậy Facebook gọi nó là remarketing.
Như vậy nếu các bạn có nguồn của trang web, đúng không ạ? Các bạn sẽ tạo cái trang web của mình, gắn mã pixel vào. Nếu như chúng ta đã gắn mã pixel thì chỗ này pixel nó sẽ có màu xanh chứ nó không có màu đỏ. Đấy, và mình có thể lưu lại những cái dữ kiện. Ví dụ như là tất cả khách hàng truy cập trang web, những người đã truy cập một trang web cụ thể và khách truy cập theo thời gian sử dụng. Thì cả một trong ba tab này thì chúng ta có thể tạo được ra ba tệp đối tượng khác nhau. Và theo thời gian chúng ta có thể cập nhật những cái đối tượng đó khác nhau. Nhá. Tóm lại chúng ta cần hiểu chỗ này là gì. Nếu một ai đó đi vào web của mình thì Facebook nó sẽ lưu lại, và sau đó thì nó sẽ tạo thành tệp danh sách khách hàng đã truy cập vào trang web. Và sau đó thì mình có thể chạy quảng cáo đến cái tệp đấy. Như vậy lúc này cái tệp đấy nó rất là nhỏ, nó chỉ là những người đã đi vào trang web, chứ nó không phải là hàng triệu người nữa. Thì cái khái niệm đấy người ta gọi là remarketing, tức là tiếp thị lại. Tiếp thị lại có nghĩa là trước đây tôi đã từng gặp bạn, và tôi gặp bạn trong trường hợp nào thì đấy chính là nguồn dữ liệu. Tôi đang giới thiệu với mọi người ở đây là tạo đối tượng tùy chỉnh từ trang web. Đấy. Thì bắt buộc phải có trang web. Thứ hai là phải có gắn mã pixel. Và thứ ba là trang web phải có truy cập. Không có truy cập thì cũng không lấy được dữ liệu. Xong đó tạo tệp và bắt đầu chạy quảng cáo tới tệp. Mọi người có hiểu ý tôi nói không ạ? Đấy. Tiếp tục. Thưa thầy, mã pixel là gì thầy? Mã pixel nó là một cái mã của công cụ Facebook nó đưa ra. Nó là một cái mã theo dõi và nó có sẵn ở trong tài khoản quảng cáo của mình nhá. Trong tất cả các tài khoản quảng cáo đều có mã pixel có sẵn và hoàn toàn miễn phí. Mình copy cái mã đấy mình nhúng vào web. Thì là nó sẽ cho phép cái quyền được truy cập dữ liệu của website để nó theo dõi này. À, cái người này đã vào web này, cái người này đã vào web nhưng mua hàng này, cái người này đã vào web nhưng không mua hàng này, kiểu đấy. Thì sau đó nó tạo thành tệp. Là mình sẽ chạy quảng cáo đến cái tệp đấy. Hoạt động trong ứng dụng ở đây có nghĩa là nếu như mình có một cái application ở trên Facebook, nhưng thường thì chúng ta không sử dụng đến cái hình thức này, bởi vì rất hiếm, rất ít người có khả năng mà có thể viết được ứng dụng cho Facebook. Ví dụ như chúng ta viết được một cái ứng dụng gì đó cho Facebook và rất nhiều người dùng, thì những người dùng cái ứng dụng đấy cũng có thể được chạy quảng cáo lại là bạn đã dùng một ứng dụng nào đó trong Facebook, thì bây giờ tôi ra một ứng dụng khác, tôi muốn quảng cáo tới bạn, thì tôi sẽ tạo ra tệp những người đã xem ứng dụng trước và tôi sẽ chạy lại. Đấy là cái ý nghĩa của phần này. Đấy. Hoặc là danh mục, đúng không ạ? Danh mục thì ở đây chúng ta có thể chọn là gì, các cái nhóm sản phẩm. Nếu như chúng ta mà có đăng sản phẩm trên danh mục, đấy, thì phần này cũng là một phần tạo đối tượng rất là khó, và nó chỉ dành cho những cái danh mục thương mại điện tử. Nếu như mà chúng ta chạy cái dạng đó thì chúng ta mới có. Tiếp tục, danh sách khách hàng. Phần này dễ hơn. Danh sách khách hàng là ví dụ như mình có thể tải lên đây một cái danh sách số điện thoại hoặc là một cái danh sách email. Số điện thoại có thể quét ra được dữ liệu Facebook, email có thể quét ra được dữ liệu Facebook. Nhưng để tạo được đối tượng tùy chỉnh từ danh sách khách hàng thì bạn phải thêm tài khoản quảng cáo này vào doanh nghiệp. Tức là bạn phải nâng trình quản lý quảng cáo lên, không phải là trình quản lý quảng cáo cá nhân nữa mà thành trình quản lý quảng cáo của doanh nghiệp. Đấy, thì nó mới cho chúng ta up số điện thoại và up email. Đấy. Và tất nhiên up thì phải up theo chuẩn dữ liệu của nó. Chuẩn dữ liệu là gì? Nó sẽ cho mình một cái mẫu file và mình sẽ nhập dữ liệu vào đấy thì mình tải lên. Ví dụ nhé, nói như này cho dễ hiểu này. Giả sử mình là bán đồ mẹ bé đi. Giả sử mình muốn chạy remarketing đến những người mà đã đi khám thai. Bởi vì những người đi khám thai thì
chính là tập khách hàng rất phù hợp với cửa hàng bán đồ mẹ bé. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là mình phải lấy được cái data số điện thoại, giả sử mình kết hợp với một phòng khám, mình kết hợp với một phòng khám. Cái phòng khám đấy nó cho mình khoảng 10.000 số điện thoại là 10.000 người phụ nữ đã đi khám thai trong khoảng nửa năm vừa qua. Thế thì mình nhập cái 10.000 cái số điện thoại này vào Facebook, và Facebook nó quét được ra dữ liệu là có 5.000 người đang chơi Facebook. Đấy, tôi nói thí dụ. Thế có thể là 5.000, 3.000, 2.000 thì tôi không biết. Đấy, thì quét được cái số liệu đấy thì lúc đó mình sẽ chạy quảng cáo đến những người mà nằm trong cái tệp là đã đi khám thai, thì nó rất là chuẩn. Đấy, ý của cái phần mà tạo đối tượng tùy chỉnh danh sách khách hàng là như vậy. Muốn làm được cái phần này thì mình phải có danh sách khách hàng, và danh sách khách hàng của mình thì phải chuẩn. Còn không chuẩn thì nó cũng sẽ lại lung tung thôi. Và cuối cùng là hoạt động offline. Đấy, thì chúng ta cũng thấy là nó cũng không có nguồn. Đấy, thì nếu mà chúng ta phải muốn dùng cái tính năng này thì chúng ta phải tạo ra được sự kiện offline ở trên fanpage. Sau đó thì có những người, người ta sẽ báo là người ta going, tức là người ta sẽ tham dự vân vân, thì mới có dữ liệu. Còn hiện nay như cái fanpage này là không có dữ liệu về đối tượng tùy chỉnh từ hoạt động offline. Như vậy ở phần nguồn của bạn thì chúng ta có thể ứng dụng ngay và luôn, đấy là những người đã truy cập vào trang web. Đấy, thí dụ như thầy Phan Anh có trang web là PA Marketing đúng không? Đấy, ok. Thế trang web này bây giờ thầy Phan Anh lấy mã pixel trong tài khoản quảng cáo này, thầy Phan Anh sẽ nhúng vào web này. Thì khi ai truy cập vào web này đấy, thì sẽ bị rơi vào tệp trong này, rơi vào tệp, và sau đó thầy Phan Anh sẽ chạy quảng cáo lại Facebook đến những cái đối tượng đã truy cập vào trang web của thầy Phan Anh. Đấy, thì như vậy là sẽ ngon, như vậy là sẽ ngon. Ok. Đấy, cái phần nguồn của bạn là như vậy. Thế cái phần dưới này là nguồn của Meta thì dễ hơn. Nguồn của Meta đầu tiên là video. Video có nghĩa là như thế này nhá. Có nghĩa là như thế này. Mình có một fanpage, mình có một fanpage, ok. Trên fanpage của mình đăng video lên fanpage để cho người ta xem. Vậy mình có thể nhìn thấy là có 1.000 lượt xem, 5.000 lượt xem, 10.000 lượt xem, 1 triệu lượt xem. Ok. Đấy là số lượt xem. Nhưng mình lại không biết là ai đang xem, bao nhiêu người đã xem, người đó là ai mình không biết. Thì Facebook nó cung cấp cho mình một cái công cụ là mình có thể là chạy quảng cáo lại cho những người đã xem cái video đó. Cho những người đã xem cái video đó. Đây. Đây. Ví dụ như tôi bấm vào video tiếp. Đấy. Thế thì mình thấy là nó sẽ chọn loại nội dung này. Những người đã xem video của bạn 3 giây, 10 giây, 15 giây, 25% thời lượng video, 50% thời lượng video, 75% và 95% thời lượng video. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đăng một cái video lên fanpage. Sau đó người ta xem cái video đấy trên fanpage của mình. Đấy, và mình có thể tạo ra tệp danh sách đối tượng khách hàng đã xem cái video đó. Đấy, ví dụ như mình cứ nói là VivaNow là cái này, hay là sản phẩm của mình là cái kia, công nghệ đột phá ABC XYZ. Thế người ta xem, người ta tò mò. Đấy, thì
tạo ra tệp đối tượng những người đã xem video đó. Sau đó mình chạy quảng cáo lại một cái bài quảng cáo khác đến cái đối tượng những người đã xem cái video này. Đấy. Ý nghĩa của nó là như vậy. Hôm trước có một anh học viên của tôi, anh ấy đặt ra một câu hỏi như thế này. Anh bảo là có một cái nhóm group, Facebook group, nhóm ấy, là có khoảng độ 5.000 thành viên, không nhiều. Nhưng mà 5.000 thành viên này đều là những cái cửa hàng, đều là những cái chủ mà kinh doanh cái sản phẩm mà anh ấy đang bán. Đấy, tức là giống như là một cái hội, những người kinh doanh cái sản phẩm đồ bếp, khoảng 5.000 thành viên thôi, không nhiều. Thế anh bảo là bây giờ anh ấy rất muốn chạy quảng cáo đến 5.000 người này. Thì bằng cách nào? Thì tôi bảo là hiện nay là không có cách để chạy trực tiếp đến 5.000 người này. Nên anh phải chịu khó đi đường vòng. Thì tôi sẽ bày cho anh một chiêu. Anh sản xuất một cái video rất là hay, hài hước, vui vẻ, giải trí gì thì anh đăng lên fanpage của anh. Sau đó anh mới chia sẻ cái đường link cái video đó vào trong nhóm. Vào trong nhóm. Đấy, và anh kết hợp với cái người ở trong nhóm đấy, anh làm mọi cách để làm sao mà 5.000 cái người ở trong cái nhóm đấy người ta phải xem cái video này. Ví dụ như anh trao thưởng, anh treo thưởng là xem video thì đã nhận được một phần quà hay cái gì đó. Đấy, tóm lại là anh treo banner, anh làm tất cả mọi thứ, anh tag mọi người vào để mọi người xem cái video đấy. Bởi vì tôi dựa trên cái nguyên lý là khi bạn xem cái video đấy thì tôi có thể tạo ra được tệp danh sách khách hàng, những người đã xem video. Mà danh sách những người xem video này lại nằm trong 5.000 cái người mà đang là khách hàng mục tiêu của bạn, thì nó rất là tuyệt vời. Đấy. Mọi người có hiểu không ạ? Đây là một cái mẹo tôi đã tư vấn cho anh ấy. Thì anh bảo vâng, thì cũng hình dung ra. Cũng hình dung ra nên là cũng để sau này mình sẽ làm. Ok. Như vậy cái kỹ thuật là mình chạy lại những người đã xem video. Nhưng mình phải có tư duy là cái video 1 mình đưa lên là gì? Cái video 2 mình đưa lên là gì? Cái video 3 là mình đưa lên là gì? Thế rồi thì mình chạy remarketing cho video 1, mình chạy remarketing cho video 2, mình chạy remarketing cho video 3 như thế nào? Đấy là cái ý mà chúng ta cần phải suy nghĩ, chúng ta cần phải có chiến lược. Ok. Tiếp tục. Mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đấy, khi mà mình chạy quảng cáo khách hàng tiềm năng thì mình có thể chạy lại cho những người mà người ta đã tương tác với cái mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhưng người ta chưa để lại dữ liệu. Đấy. Thế thì làm thế nào để có được cái mẫu này? Mẫu này thì mình phải chạy quảng cáo. Đấy, mình phải chạy quảng cáo là khách hàng tiềm năng. Thế sau đó thì người ta đã bấm vào mẫu nhưng mà người ta không tạo ra cái dữ liệu thì mình sẽ sử dụng. Tuy nhiên về góc độ ứng dụng thì tôi thấy mẫu tìm kiếm tiềm năng không hiệu quả. Đấy, ít người sử dụng. Tiếp là trải nghiệm tức thì, cái này là canvas. Tương tự như thế, chúng ta cũng phải chạy quảng cáo dạng bộ sưu tập canvas. Và những người người ta mở canvas ra thì người ta mới có thể là remarketing lại được cho đối tượng này. Ok. Mua sắm. Vâng. Những người đã mua sắm ở đây trên nền tảng. Đây, tài khoản đã xem sản phẩm, đã chuyển đến trang web, đã lưu sản phẩm, đã xem sản phẩm trên cửa hàng, đã xem bộ sưu tập, đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đã thanh toán, vân vân. Thì cái tính năng này rất là hay dựa trên hành vi mua sắm. Đấy. Thế thì cái hành vi mua sắm này thì đôi khi
cũng không phải là thị trường nào cũng có nha, không phải thị trường nào cũng có ngay. Đây là một cái tệp đối tượng cực kỳ là ok, nhưng hiện nay mình cũng chưa ứng dụng được. Nó có rất nhiều nguồn đối tượng. Đấy, nó có rất nhiều nguồn đối tượng. Cho nên ấy, khi mà chúng ta chọn nguồn thì chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải hiểu cái nguồn đó là nguồn gì và như thế nào. Cách sử dụng ra làm sao. Trải nghiệm AR thì ở Việt Nam cũng không có, người ta cũng bỏ qua. Tài khoản Instagram, tức là những người có đã tương tác với tài khoản Instagram, nếu như chúng ta có tài khoản Instagram thì chúng ta cũng có thể sử dụng được cái tính năng này. Đấy, thế nhưng mà hầu hết những người mà sử dụng Facebook thì họ cũng không có liên kết đến Instagram nhiều. Chạy sự kiện, tức là những người đã nhấp vào một cái sự kiện nào đó ở trên Facebook thì mình cũng có thể remarketing lại những người mà đã tham gia cái sự kiện đó. Nhưng mà sự kiện này với điều kiện là mình là người tạo ra nó ở trên Facebook. Nó gọi là Facebook Event đấy. Vâng. Và dễ nhất trong nguồn meta này, đấy là video và trang Facebook dễ nhất. Thì chúng ta có thể lấy được tệp khách hàng nó đang tương tác với trang. Giống như một số anh chị đã nói. Đây, chúng ta sẽ chọn là cái trang nào, chúng ta ví dụ chúng ta có thể có nhiều trang. Đấy. Và sau đó thì chúng ta chọn sự kiện đã thích trang này. Đấy, rồi thì đã tương tác này. Bất kỳ ai truy cập này, tương tác với bài viết hoặc quảng cáo này, nhấp vào nút kêu gọi này, gửi tin nhắn này, thì mỗi một cái tệp này nó có thể có độ rộng, độ hẹp khác nhau. Thí dụ như là người ta xem trang thì rất nhiều, nhưng mà gửi tin nhắn thì nó phải ít hơn. Đấy, nếu mình mà chạy xem trang thì tệp nó sẽ rộng hơn một chút. Mình chạy tương tác lại hẹp hơn một chút. Mà mình chạy nhắn tin thì nó lại càng nhỏ nữa, nhưng cái mức độ chính xác của nó lại càng cao. Và mình chạy lại như thế thì cũng có thể làm gia tăng được cái hiệu quả bán hàng của mình. Đặc biệt là ví dụ như mình thanh lý sản phẩm, hoặc là mình có những cái món quà, cái chương trình gì đấy tri ân cho khách hàng. Ok. Thì mình tạo ra tệp, mình đặt tên cho nó như bình thường. Đấy. Và cuối cùng, đấy là đối tượng tùy chỉnh trên bài niêm yết của Facebook. Đây chính là phần Marketplace. Marketplace là một cái tính năng giao vặt của Facebook. Mình đăng bài trên bài giao vặt của Facebook và có người đã xem cái bài đấy nhưng không liên hệ với mình. Thì mình có thể tạo ra tệp đối tượng những người đã xem bài niêm yết nhưng không liên hệ với mình. Và sau đó mình chạy lại. Đó. Thì trong cái nguồn đối tượng tùy chỉnh này thì gần như các bạn sẽ chỉ cần quan tâm đến là một là web, hai là danh sách khách hàng, ba là video, bốn là trang Facebook. Và đấy, bốn cái đấy là cái mà có thể dùng được. Thế còn ví dụ bài niêm yết tôi thấy cũng cũng kém hiệu quả. À, tài khoản Insta cũng kém hiệu quả. Đấy. Thì bốn cái tính năng đấy là các bạn sử dụng. Thì khi các bạn tạo ra tệp xong thì nó ở đâu? Đây, tệp nó ở đây. Đấy, mình đặt tên đây, đặt tên đây. Đấy, nó có những cái tệp như này và mình thấy tình trạng đã sẵn sàng đây. Vậy thì lúc này mình sẽ chạy quảng cáo. Mình sẽ chạy quảng cáo đến đối tượng khách hàng. Đấy, đến cái đối tượng này. Chúng ta phải chạy quảng cáo thì chúng ta mới sử dụng được đối tượng này. Bởi vì đối tượng này chúng ta thấy là có quy mô là khoảng 73 đến 86 nghìn. Những người đã truy cập vào fanpage. Thế nhưng mà 78.000 này hay là 86.000 này là ai, có danh sách không thì Facebook không cho mình biết. Chỉ có điều là khi mình chạy thì mình có thể nhắm đến họ được thôi. Đấy. Ok, mọi người hiểu chưa ạ? Rồi. Thế thì khi mình chạy quảng cáo thì mình vào chiến dịch mình chạy quảng cáo thông thường thôi.
và mình tìm đến cái phần đối tượng tùy chỉnh mình chạy. Bình thường thì chúng ta chọn nhắm chọn đấy, target hay super target ấy, nhắm chọn khách hàng ấy, ở cái phần nhóm quảng cáo, ở phần nhóm quảng cáo. Đây ạ, ở phần đối tượng, ở phần đối tượng đấy, thì bình thường là chúng ta vào cái đối tượng mới này chúng ta chạy. Tôi đã hướng dẫn mọi người rất kỹ rồi đúng không? Vị trí, địa lý, rồi thì tuổi tác, giới tính, rồi thì sở thích, thói quen, hành vi, nhân khẩu học vân vân. Hướng dẫn rất kỹ rồi. Thì nhưng bây giờ mình không chọn đến đấy nữa, mà mình chọn cái đối tượng mình vừa tạo ra. Nó nằm trong ô đối tượng tùy chỉnh đấy. Và lúc này mình chọn cái đối tượng này thì nó rất là hẹp, nó chỉ có mấy chục ngàn thôi, thì mà những cái đối tượng này nó đã liên quan đến mình rồi, ví dụ như nó nhắn tin cho mình, nó xem page của mình, nó mua hàng của mình, kiểu như vậy, hay nó vào web của mình thì nó có tên tệp ở đây hết. Thế bây giờ mình chạy tới chiến dịch, mình chạy như bình thường, nhưng mà thay vì chọn là tạo đối tượng mới thì mình sẽ chọn đối tượng tùy chỉnh. Đấy là ý nghĩa của remarketing, và chúng ta phải học cách sử dụng remarketing hiệu quả để từ đó chúng ta tạo ra được những cái chiến dịch bán hàng tốt hơn cho mình. Vâng.